Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức chọn lọc. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất hàng ngày. Quang Hải bị chuột rút ở trận gia quân tại U23 châu Á. Đội trưởng của U23 Việt Nam bị căng cơ ở những phút cuối hiệp 2 khi đối đầu UAE. Tại vòng chung kết U23 châu Á, nhưng anh vẫn có thể đứng lên tiếp tục thi đấu đến hết trận. Ngày 10 tháng 1, Nhà đương kim á quân U23 Việt Nam bước vào trận mở màn vòng chung kết U23 châu Á gặp U23 UAE. Đội trưởng Quang Hải là một trong những cầu thủ đã quá quen thuộc với sân vận động Thunder Castle của tỉnh Buriram. Nơi anh đã cùng U23 Việt Nam thi đấu M150 Cup hay khoác áo đội tuyển quốc gia về nhì tại King Cup 2019. Quang Hải có một ngày thi đấu ở mức trung bình khi anh chưa có được thể trạng tốt nhất đồng thời bị đối thủ chú ý kèm cặp quá kỹ lưỡng, mỗi tình huống Quang Hải có bóng luôn có nhiều bóng áo trắng ập. Vào tranh chấp quyết liệt thậm chí phạm lỗi thô bạo từ đằng sau. Vì thế, trong cả trận anh chỉ có một, vài tình huống nổi bật như pha tạo cơ hội cho tiến linh hoặc cú dứt điểm từ đường truyền của Hoàng, Đức, phút 82, khi các cầu thủ áo đỏ dâng cao, liên tục dứt điểm về phía khung thành U23 UAE. Quang Hải có dấu hiệu bị căng cơ sau quãng thời gian căng sức thi đấu, thủ môn Ansami nhanh chóng tiến đến hỗ trợ Quang Hải khi phát hiện tiền vệ U23 Việt Nam nằm đau đớn trên sân. Nhiều cổ động viên bày tỏ nỗi lo ngại khi chỉ cách đây một tháng. Tiền vệ khoác áo số 19 dính chấn thương cơ đùi trong trận đối đầu U22 Singapore. Tại SEA Games 30 và phải nghỉ tới 3 trận đấu của U22 Việt Nam trong hành trình giành huy chương. Vàng nội dung bóng đá nam trên đất Philippines trận đấu với U23 UAE bị gián đoạn ít phút khi Quang Hải nhận. Được sự chăm sóc của bác sĩ Choi Juyong, các cổ động viên Việt Nam, được thở phào nhẹ nhõm khi Quang Hải có thể đứng lên và tiếp tục thi đấu. Đội trưởng U23 Việt Nam giơ ngón cái về phía ban huấn luyện ám chỉ không cần thay người. Kết thúc 90 phút thi đấu. U23 Việt Nam hòa không bàn thắng trước U23 UAE, qua đó giành được một điểm tại bảng D ở lượt trận thứ hai. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đối đầu U23 Jordan vào ngày 13 tháng 1 trên sân Thunder Castle, tỉnh Buriram. Tôi tuy to sắc nhưng học rốt nên đọc không chuẩn, xin hãy thứ lỗi cho tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh, hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.